Kính thưa toàn thể vị và nói tiếp chương trình, đó xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Mạc Thế Nhân, bài được mang tên Cho Vừa Lòng Em. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của Yến Trang, và xin mời Hoàng Nguyên lên trợ diễn.
công như đang trôi cùng sầu. Trong nhân gian có kẻ chung tình. Ôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu đi dần người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà tôi chẳng.